Ayo, xin chào các tường đế, lại là Sinh Đây 420 đây. Hôm nay, Sinh Đây xin giới thiệu một sản phẩm, đó là bông thủy tinh lọc âm. Bông thủy tinh lọc âm được làm từ thủy tinh với độ dày 5mm. Với độ dày này, không chỉ tạo nên độ bền vượt trội mà còn mang lại vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng. Với chiều cao lý tưởng 40cm và đường kính đáy 15cm, bông lọc âm mang đến sự chắc chắn, vững vàng trên mọi bề mặt. Kích thước lớn giúp trải nghiệm mượt mà cho lượng khói mạnh mẽ và đậm chất hơn so với những dòng bon khác. Bon lọc âm được trang bị hệ thống lọc 3 tầng tổ ong giúp loại bỏ hoàn toàn tạp chất và cặn bã. Đặc điểm này giúp tăng trải nghiệm và mang lại hương vị tinh tế hơn. Bon thủy tinh lọc âm sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo cho những buổi tụ tập cùng bạn bè. Với thiết kế tinh tế, hệ thống lọc hiện đại với chất liệu thủy tinh cao cấp. Cảm ơn bạn đã xem hết video Sinh Đây 420, tiếp hay phụ kiện chất nâng tầm mọi trải nghiệm của bạn.